Im đi. Không có biết hả? Là la hồi. Tôi tưởng có mưa giá hả chị? Là la hồi mất 400 nữa rồi. Trời ơi, nó nhìn đói rồi bắt lại bắt. Ê, chèo là lấy 400 có bì mua. Đâu có. Đúng ra làng thiện tại là cái tiền là 400 á là tiền ẩm đó. Mà ta đâu ẩm nó phải trả. Giác lên cái được không? Vậy là nãy ẩm bi hả? Trời, ta lâu lâu mà dưới ta kêu bi. Cái tùy đâu đứa. Có đứa nó dễ đi. Nhờ cuối liền chứ không liền. Chồng qua cây đó. Chồng qua cây liền. Hỏi thư được mét tư chưa rồi nói. Cái này thì còn đi phải không? Mét bung mấy rồi, mét bung lầm. Chứ cái tướng này là này nó vô là dính. Này nếu mà tính là chung với cái cây đó hỏi chứ không phải là chung với cây liền. Trời, tôi là thiện này, mẹ nhà mày không quấn liền đâu mày. Đang sốt vé làm bị chung với cây rồi. Sai sống anh ạ. Xây sống nữa rồi kìa. Cái bản đồ mình kìa, lấy bản đồ mình kìa Phúc. Thì đạt sảnh của ai? Có bản đồ bên kia. Vì thấy con lấy cái bản đồ nó có cái đường mới. Ở đây không có cái gì đâu nha, con thả mượn cái bản đồ. Tôi đưa cho Bảo. Đừng manh động. Đưa cho anh đi con. Nhét vô đó Tâm. Tâm nhét đó ra cho anh mày có lấy này. Cầm sẵn nó đi anh. Ừ vậy đó. Cầm sẵn đi. Còn đánh dấu cái này luôn. Đó, mẫu. Đó, mình còn đi ba lượt nữa chỗ này đúng không? Mình còn đi ba lượt nữa đó. Là thôi mình lên chỗ này đúng không? Lượt lên đỉnh lên xuống nữa. Bởi vậy hai đứa nhỏ ở nhà có quần quá trần. Ba hồi mình đến chỗ này đúng không? Đúng rồi, mình tới cái đi. Ai đó đi chiều mốt. Đi ba năm đây nè. Đi ba năm đây nè. Trong cái hàng chiều mốt. Có cục cá bự trong. Trời, chúng sinh được lấy rau. Không, tiền có 1m45 nè. Tiêm thì 400 nhỏ nữa. Bố mét tư trên mét tư là tính bé người lớn rồi mà nãy mình xào mình nói hai đứa này dưới mét tư. Nếu mà đi ép mà đông người nó chọc qua luôn. Chọc qua chứ con này đông bảo người là chọc qua luôn. Em đi tô em mua hồi đó mua vé cũng chọc qua luôn chứ không có kiểu mà canh kè đúng. Cũng lẽ lên tinh cần hồi nãy là con nhỏ này xuống nhà đâu anh đây rồi. À chúng mình đang đó. Tại giờ là thấy ông con nhiều cũng xô như thế nên là được nghi. Hồi đó anh vào năm 1745 là cụ. Từ Trung qua đây là đây là cụ. Cụ đang là cô chủ là cụ lớn tuổi hơn cả bác Hồ nữa đó. Lại đi mà chỗ đó không có chịu thiệt. Nó kiểm tra tao nít luôn á. Có chút xíu à. Mà đâu cái em mới đâu rồi mình đi lên đỉnh luôn rồi mình lên trên đỉnh á. Mình đi chùa trước rồi mình lên đỉnh, mình lên đỉnh một cái là mình mới đi xuống. Còn mình đi xuống một cái là 12 giờ khuya mà có cái cắt treo màu đỏ nữa. Đó. Để tăng được 400 cũng không mày. Chiều nay là hai nhỏ đó đứa là hai xì rồi mấy đứa cái này nhóm lên đi rồi luôn á. Chị cho quà đưa tiền cho nó là xong rồi đó. Đưa tiền cho nó là mày đưa tiền mày đâu mua vé. Ủa nãy có lấy vé không? Lấy vé là nó hàng được. Vậy lấy vé là rồi tới rồi không là ủa tới anh đưa ra rồi tới trạm rồi này xét bắt đông được tới trạm mà mình không lấy cái ga mà quay bảo là nó xét nữa. Bảo là anh phải lấy vé ba tối kìa ba cháu rồi mày giấu một bi kiểu sao chứ ta giờ tao có vé là đâu chút nữa đi qua trước người nào có bé qua trước đi thì đưa vé luôn qua cho nói chung sót lọt cửa nào thì qua cái đó nếu mà còn cửa đây nó không lọt thì mua 100 ngàn à mua rẻ luôn không mắc đâu tới đâu tới cái đó ở trong mấy nhà rồi tới nơi ông này là ga của chùa. Ông má cái đẹp chứ ta đây là ta cũng muốn đi đạt mày ra đó. Lấy cái mập kìa. Rồi đến đường. Bước ra từ từ coi.